Làm sao chúng mày đánh nhau? Tại cái thằng thu mua dược liệu nó bắt chẹt bọn con, xong còn nói láo nữa. Tóm lại, mày mà cứ dính vào hai cái thằng đấy thì kiểu gì cũng có chuyện. Nhưng có phải lỗi của bọn con đâu. Nổ mồm cãi, không có lửa làm sao có khói. Mày liệu mà ăn nói với bố mày, mẹ không đỡ nổi nữa đâu con ạ. Bố có nói gì đâu. Không nói là vì tức không nói nên lời nữa con ạ. Chuyện họ chưa xong chuyện kia đã đến. Chú mày cũng giận đến nỗi không nghe điện thoại của bố mẹ nữa kia kìa. Vấn đề tư cách đạo đức cán bộ lần này phải đặc biệt lưu ý. Anh Lộc làm cán bộ thì việc đầu tiên là phải gương mẫu, không thể bao che khuyết điểm, càng không thể bao che khuyết điểm cho người nhà. Tư cách đạo đức cán bộ không đủ thì làm sao mình làm việc được với dân, nói dân. Cháu chào các chú ạ. Cái thằng này vào phải gõ cửa chứ, không phép tắc gì cả. Cháu xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc họp ạ. Ôi, có gì trình bày sau, về phòng đi. Cháu chỉ xin ít phút. Cháu xin nghỉ việc. Cháu nghỉ việc rồi, chắc không ai bị liên đới gì nữa phải không ạ? Cái thằng này, mày nói nhảm gì thế? Muốn nghỉ việc nó phải có quy trình, chứ không phải viết đơn cái nghỉ luôn được. Cầm về đi. Cháu nghĩ kỹ rồi, cháu xin phép ạ. Cái gì? Mày gây nên chuyện như thế chưa đủ hay sao? Mà lại còn viết đơn xin nghỉ việc hả? Cái thằng dở khôn dở dài này. Anh ơi, anh cứ bình tĩnh. Sao lại thế hả con? Con có ghi. Chú mày đang tìm cách giải quyết cho mày thì đúng một cái, mày ném vào mặt người ta cái đơn xin nghỉ việc như thế. Thế mày nghĩ cơ quan là cái chợ hay sao mà mày thích nghỉ thì nghỉ, mà thích làm thì làm hả? Con làm thế vì muốn tốt cho chú Lộc. Con không muốn liên lụy gì đến chú ấy ạ. Cái gì? Đầu mày có óc không hả? Lúc nào cũng tùy tiện, bốc đồng. Thế mày tưởng mày tuyên bố xin nghỉ việc trước cuộc họp như thế thì chú mày không bị liên lụy à? Hả? Người ta sẽ cười vào mặt chú mày rằng là chú mày không biết dạy cháu, hiểu chưa, đồ ngu à? Cái việc tày đình như thế mà mày không nói với tao một câu, với chú mày một tiếng, thế bây giờ sự việc vỡ lở như vậy thì có mà rời cứu, đồ ngu ạ. Việc xin nghỉ làm con nghĩ kỹ rồi ạ. Cái nghĩ kỹ của mày là mày xin nghỉ việc để đi giao du với cái đám bạn hư hỏng thằng Hưng thằng Tiến của mày à? Nếu vậy thì mày ra khỏi nhà tao. Tao không có đứa con như mày. Cút. Anh ơi, em xin anh bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó. Anh cứ nói rồi con nó sẽ hiểu mà. Con đi đâu? Con dọn đồ ra ngoài tự lập. Đằng nào con cũng là thằng vô tích sự, không làm được trò trống gì để bố mẹ nuôi tốn cơm tốn gạo, với lại phí công phí sức của chú con. Con xin lỗi bố mẹ. Thắng, ngồi xuống. Mặc xác nó. Không ai dám nhận tao vào làm. Tao thì toàn bị đồn là dính nhiều phốt này, đen đủi này, rồi cả thèm chóng chán này. Thế cho nên chả nơi nào thuê. Nghĩ chán. Đúng rồi. Phải tao cũng chả bao giờ thuê mày. Không thuê á? Đã thế anh mày lại khởi nghiệp tiếp. Số anh em mình ấy, nó phải làm ông chủ. Mày khởi nghiệp mãi mày không chán à?
thế mày không nghe người ta nói à? Làm cái công việc mà không yêu thích ấy, thì nó là khổ sai. Còn nếu mà làm cái công việc yêu thích, nó là hạnh phúc. Mày thích làm gì? Chưa biết. Chào bà. Con chào bà. Bà đi đường có mệt không bà? Bà không, bà bình thường. Bà để con đỡ bà vào nhà nhé. Bà tự đi được mà. Không, thôi, bà đỡ. Để nó đỡ bà vào. Con đỡ đi cho nó chắc. Chúng mày ở đây làm gì đấy? Đi đón bà ra viện. Tao đã nói rồi đấy nha. Ai ở nhà đấy, ba ổn rồi. Đi về đi. Về là về nào. Từ giờ bọn tao ở đây ăn bám hai bà cháu mày đấy. Tao không đùa. Về đi. Đùa gì? Thế mày nghĩ chuyện bọn tao là trò đùa đấy. Đã đi là không có về đâu. Mới quan trọng là làm gì còn chỗ nào mà về. Là nào? Thế đấy. Vợ tao này, rồi bố mẹ thằng Thắng đều không chứa. Giờ mày không chứa nốt thì bọn tao đứng đường. Đô ơi! Con chào ông ạ! Chào Đô! Bố ạ! Ông ơi, hôm cho con sang nhà ông chơi cả ngày nhá! Hôm nay cửa hàng con đông khách, bố cho con gửi cháu nhá! Mày có gửi nó cả đời cho tao cũng được! Chiều nay nhá, ông sẽ cho Đô đi thả diều! Yeah, ông là số 1! Mà sao bố đi chợ sớm thế ạ? Tao đến đã thấy treo ở cửa rồi. Đi chợ gì đâu. Chắc cái thằng trời đánh sợ gặp mày nên bày trò đấy. Cầm lại. Con xin. Đi. Con chào mẹ. Cho nhà ông ngoan con nhá. Vâng ạ. Này, lần này nhá, ông làm một cái diều to gấp đôi lần trước. Vâng ạ. Cái đồ hầm. Đi mang cá sang bên này rồi không làm luôn đi. Bắt người ta phải làm à?